Trong thời gian cho phép hôm nay, tôi xin được trình bày với các quý thầy cô 5 vấn đề sau. Thứ nhất là khái quát về chương trình hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Thứ hai là cái quan điểm định hướng biên soạn sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8. Thứ ba là cấu trúc sách và cấu trúc chủ đề. Thứ tư là những điểm mới hấp dẫn của sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8. Và thứ năm là tài liệu bổ trợ. Trước hết, nói về chương trình hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, thì các thầy cô năm nay là năm thứ ba chúng ta đã thực hiện cái chương trình sách giáo khoa mới rồi, và chúng ta đều biết rằng hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp là một hoạt động giáo dục mới được đưa vào trong chương trình giáo dục phổ thông mới, và là một hoạt động giáo dục bắt buộc được thực hiện từ lớp 1 cho đến lớp 12 với thời lượng là 105 tiết trong một năm học. Chương trình hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp nó không phải là mới hoàn toàn, mà nó được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành mà chúng ta vẫn thực hiện từ trước đến nay ạ. Và chương trình được xây dựng gồm 4 mạch nội dung xuyên suốt từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông, bao gồm mạch nội dung hướng vào bản thân, mạch nội dung hướng đến xã hội, mạch nội dung hướng đến tự nhiên và mạch nội dung hướng nghiệp. Và 4 mạch nội dung này được thực hiện qua 3 loại hình, đó là hoạt động sinh hoạt dưới cờ, là hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp. Ngoài ra còn có sinh hoạt câu lạc bộ nữa. Đó. Về quan điểm, định hướng và ý tưởng biên soạn sách giáo khoa thì tôi cũng được xin giới thiệu nhanh với thầy cô, bởi vì chúng ta năm nay là chúng ta cũng thực hiện năm thứ 3 rồi ạ. Đó. Thế thì ở đây chúng tôi khi mà biên soạn sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 cũng như ở lớp 6 và lớp 7 thì chúng tôi bám vào các cái quan điểm và các cái định hướng cũng như có những cái ý tưởng sau. Một là phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh, bao gồm có các năng lực chung là tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực đặc thù gồm có năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động và năng lực định hướng nghề nghiệp. Cùng với đó, chúng tôi cũng hướng tới việc hình thành cho học sinh các cái phẩm chất chủ yếu, đó là yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm và chăm chỉ. Thứ hai là bám sát mục tiêu yêu cầu cần đạt được quy định trong chương trình. Thì cái này là cái bắt buộc, bởi vì là hiện nay chúng ta một chương trình và nhiều bộ sách giáo khoa, và thứ hai nữa trong chương trình không quy định những nội dung cụ thể mà đề ra các yêu cầu cần đạt, và tất cả các sách khi biên soạn có thể tiếp cận theo cách này hay cách khác nhưng đều phải đảm bảo là đáp ứng được mục tiêu yêu cầu cần đạt đã quy định trong chương trình. Thứ ba là sách được thiết kế theo chủ đề và các chủ đề đảm bảo liên thông với các chủ đề trong sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6, lớp 7 và lớp 9 sau này ạ. Và các chủ đề này không những đảm bảo đáp ứng đúng đủ yêu cầu cần đạt mà còn đảm bảo đúng cái tỷ lệ thời lượng dành cho từng mạch nội dung trong chương trình. Đấy, cho nên các thầy cô thực hiện cái sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 này, các thầy cô yên tâm là tất cả các cái thời lượng dành cho từng mạch chủ đề đều đảm bảo đáp ứng đúng theo quy định trong chương trình ạ. Điểm thứ năm là 3 loại hình hoạt động sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục theo chủ đề, sinh hoạt lớp liên kết chặt chẽ với nhau trong việc thực hiện mục tiêu yêu cầu cần đạt của chủ đề. Trong đó, cái sinh hoạt dưới cờ đóng vai trò định hướng, hoạt động giáo dục theo chủ đề đóng vai trò chính trong việc thực hiện mục tiêu, và sinh hoạt lớp đóng vai trò kết nối và phản hồi kết quả của hai hoạt động trên. Thứ sáu là các hoạt động được thiết kế đảm bảo phù hợp với đặc trưng của hoạt động trải nghiệm, đó là tạo cơ hội cho học sinh được thể hiện các cái trải nghiệm, được vận dụng tổng hợp các kiến thức kỹ năng đã học được qua các môn học vào trong quá trình tham gia hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp này, và được vận dụng các cái tri thức kinh nghiệm đã có để mà chuyển hóa hình thành các cái tri thức kinh nghiệm mới ạ. Trên cơ sở đó hình thành các cái năng lực, các cái phẩm chất theo quy định ạ. Đó. Thứ bảy là đảm bảo kết nối tri thức với cuộc sống thực tiễn. Đây là slogan của bộ sách và chúng tôi luôn đảm bảo đáp ứng đúng cái yêu cầu này. Tất cả mọi ngữ liệu được đưa vào trong sách giáo khoa, từ những ngữ liệu của hoạt động khám phá, kết nối cho đến hoạt động thực hành và hoạt động vận dụng đều bắt nguồn từ cuộc sống thực tiễn của các em. Thứ tám là đảm bảo tính tích hợp với các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với kiến thức kỹ năng của các môn học và hoạt động giáo dục khác trong nhà trường. Đây là cái yêu cầu đảm bảo tích hợp đấy. Thứ 9 là đảm bảo tính mở và linh hoạt. Và thứ 10 là đảm bảo tính chỉnh thể, sự nhất quán và phát triển liên tục qua các lớp. Thì đấy là 10
điểm về quan điểm này, về định hướng và những ý tưởng mà chúng tôi bám sát trong quá trình biên soạn sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 này. Và từ những cái ý tưởng, những cái quan điểm, định hướng và ý tưởng như vậy thì chúng tôi đã tiến hành biên soạn sách với cái cấu trúc sách và cấu trúc chủ đề như sau. Thứ nhất là về cấu trúc sách giáo khoa thì cũng như các môn học, cái sách giáo khoa của chúng tôi được cấu trúc theo đúng cái yêu cầu trong thông tư 33 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các cái phần, một là hướng dẫn sử dụng sách, trong đó có đưa ra các cái logo, như ví dụ như cái logo cái ống nhòm để học sinh và giáo viên nhìn vào đó biết rằng là đây các em đang thực hiện cái hoạt động khám phá kết nối. Thế rồi cái logo quả chuông là thể hiện cái hoạt động thực hành, nhìn vào đó là biết là mình chuẩn bị thực hiện các cái nhiệm vụ của hoạt động thực hành. Thế rồi logo hai cái bánh xe xanh cưa là hoạt động vận dụng đó. Thứ hai là lời nói đầu. Thứ ba là nội dung sách. Thứ tư là một số thuật ngữ dùng trong sách. Và thứ năm là mục lục về nội dung sách. Thì các thầy cô nhìn vào đây ấy, thì chúng ta thấy rằng là chúng tôi đã thực hiện đúng cái quan điểm mà tôi vừa mới nêu khi nãy, đó là đảm bảo liên thông với các chủ đề ở lớp 6, lớp 7 và lớp 9 sau này. Những thầy cô mà đã dạy từ lớp 6, lớp 7, chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy rằng tên các cái chủ đề này cũng giống như tên các chủ đề của lớp 6, lớp 7. Cụ thể là ở chủ đề 1 là em với nhà trường, chủ đề 2 khám phá bản thân, chủ đề 3 trách nhiệm với bản thân, chủ đề 4 rèn luyện bản thân, chủ đề 5 em với gia đình, chủ đề 6 em với cộng đồng, chủ đề 7 em với thiên nhiên và môi trường, chủ đề 8 khám phá thế giới nghề nghiệp và chủ đề 9 hiểu bản thân chọn đúng nghề. Trong 9 chủ đề này thì chủ đề 2, chủ đề 3 và chủ đề 4 thuộc mạch nội dung hướng vào bản thân được thực hiện trong 14 tuần tương ứng với 42 tiết và 40% thời lượng quy định trong chương trình. Chủ đề 1, chủ đề 5 và chủ đề 6 được thực hiện trong 27 tiết tương ứng với 25% thời lượng quy định trong chương trình. Thế và chủ đề 7 là cái chủ đề thuộc mạch nội dung hướng đến tự nhiên, mà hướng đến tự nhiên thì mạch nội cái chủ đề 7 này được thực hiện trong 5 tuần tương ứng với 15%. Thế và chủ đề 8, chủ đề 9 là hai cái chủ đề về hướng nghiệp thuộc mạch nội dung hướng nghiệp và được thực hiện trong cái thời lượng là 21 tiết và tương ứng với 7 tuần đấy ạ, và tương ứng với lại 20% quy định cái thời lượng trong chương trình đó. Còn phần thứ hai cũng xin giới thiệu với các thầy cô là về cấu trúc chủ đề. Thì ở đây khác với lại các môn học thì cấu trúc theo chương bài. Các thầy cô nghe giới thiệu về một số môn học rồi thì cấu trúc theo chương bài. Nhưng đây là hoạt động giáo dục và vì vậy chúng tôi cấu trúc theo cái chủ đề. Và ở trong mỗi một chủ đề của chúng tôi bao gồm các phần sau. Thứ nhất là giới thiệu chủ đề, trong đó có nêu rõ mục tiêu chủ đề. Rồi giới thiệu định hướng nội dung sinh hoạt dưới cờ hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp. Ở đây phải đưa ra cái định hướng này bởi vì là các thầy cô đã thực hiện lớp 6, lớp 7 biết rằng là trong sách giáo khoa chúng tôi không biên soạn cái nội dung sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp mà chỉ tập trung vào cái hoạt động giáo dục theo chủ đề. Vì vậy cho nên trong sách giáo khoa chúng tôi đưa ra cái định hướng này để các thầy cô cũng biết rằng là thế trong cái chủ đề này mình sẽ có những cái nội dung sinh hoạt dưới cờ như thế này, rồi sinh hoạt lớp như thế này để chúng ta có cái chuẩn bị và học sinh cũng có cái nhìn bao quát về cái các cái nội dung các em sẽ thực hiện trong chủ đề. Thứ hai là hoạt động giáo dục theo chủ đề. Ở đây là cái phần chính của cái mỗi chủ đề. Và mỗi một chủ đề trong sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 thì thường có từ 1 đến 3 nội dung. Và các hoạt động trong mỗi một nội dung thì được sắp xếp theo cái trình tự là khám phá, kết nối, thực hành, vận dụng theo đúng cái quy định của bộ đã yêu cầu khi mà biên soạn các sách. Thế và phần thứ ba là đánh giá cuối chủ đề, các cái yêu cầu cần đạt được chuyển hóa thành mục tiêu của chủ đề và từ mục tiêu này chúng tôi xác định các cái tiêu chí đánh giá, có thể các cái tiêu chí định tính, có những tiêu chí định lượng để giáo viên và học sinh nhìn vào đó sẽ có cái tiến hành đánh giá, tự đánh giá một cách thuận lợi nhất ạ. Thế để các thầy cô thấy rõ được cái cấu trúc chủ đề, tôi xin giới thiệu một cái chủ đề minh họa ở trong sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sắp tới chúng ta thực hiện, đó là chủ đề 4 rèn luyện bản thân. Thì trong cái chương trình có quy định 3 cái yêu cầu cần đạt cho cái chủ đề này và chúng tôi đã chuyển hóa nó thành 3 cái mục tiêu như sau. Thứ nhất là nhận ra được định hướng của các yếu tố bên ngoài như tiếp thị, quảng cáo đến quyết định chi tiêu
cá nhân để có quyết định phù hợp. Thứ hai là lập được kế hoạch kinh doanh của bản thân phù hợp với lứa tuổi. Và thứ ba là thể hiện được sự tự chủ trong các mối quan hệ trong đời sống và trên mạng xã hội. Và để mà thực hiện được mục tiêu này thì cũng như phần trên tôi nói là hoạt động sinh hoạt dưới cờ đóng vai trò định hướng, hoạt động giáo dục theo chủ đề đóng vai trò chính trong việc thực hiện mục tiêu, và cái sinh hoạt lớp sẽ đóng vai trò là chia sẻ và phản hồi kết quả thực hiện của hai hoạt động trên. Thì ở đây đối với chủ đề này chúng ta thấy rằng là định hướng nội dung sinh hoạt dưới cờ sẽ là trao đổi về xu hướng tiêu dùng của giới trẻ hiện nay, và thứ hai là tham gia trao đổi về sự tự chủ của giới trẻ trong các mối quan hệ trong đời sống và trên mạng xã hội. Thế còn định hướng nội dung của hoạt động giáo dục theo chủ đề sẽ là rèn luyện kỹ năng ra quyết định chi tiêu phù hợp trước những tác động của tiếp thị quảng cáo. Rồi thứ hai là rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh phù hợp với lứa tuổi. Và thứ ba là rèn luyện kỹ năng thể hiện hành vi tự chủ trong các mối quan hệ trong đời sống và trên mạng xã hội. Đó. Thế còn định hướng nội dung sinh hoạt lớp là chia sẻ về việc chi tiêu phù hợp của bản thân trước tác động của tiếp thị quảng cáo, rồi chia sẻ về việc lập kế hoạch kinh doanh của bản thân phù hợp với lứa tuổi và phản hồi kết quả rèn luyện các hành vi tự chủ trong đời sống và trên mạng xã hội. Và ở cái trang khái quát này các thầy cô cũng nhìn thấy các hình ảnh, nó thể hiện rõ ba cái mục tiêu, thể hiện rõ ba cái yêu cầu cần đạt ở trong chủ đề đấy. Một cái về tiếp thị quảng cáo, một cái về kế hoạch kinh doanh, và một cái về đang ở trên mạng, các em đang ngồi chưa xem trên mạng xã hội đấy ạ. Vâng. Thế và để mà thực hiện được ba cái mục tiêu đặt ra của chủ đề thì ở đây sẽ có ba tiểu chủ đề hay là ba nội dung chính. Một là người tiêu dùng thông thái, thì ở trong cái tiểu chủ đề này sẽ có hoạt động khám phá, đó là học sinh tìm hiểu về ảnh hưởng của tiếp thị quảng cáo. Ở đây các em sẽ chia sẻ về các hình thức tiếp thị quảng cáo các em biết này, thế rồi là các em sẽ nghiên cứu trường hợp điển hình để xem là cái hình thức tiếp thị quảng cáo ở đây là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến quyết định chi tiêu của cái nhân vật trong cái trường hợp điển hình này. Rồi từ đó học sinh có cái hiểu biết về cái ảnh hưởng của tiếp thị quảng cáo thì các em sẽ chia sẻ, các em sẽ kể về một cái trường hợp mình hoặc là người thân của mình mua sắm ảnh chịu ảnh hưởng của tiếp thị quảng cáo đó. Thế và học sinh sẽ có cái tri thức kinh nghiệm mới về cái việc chi tiêu trước ảnh hưởng của tiếp thị quảng cáo này. Thế từ đó thì chúng tôi sẽ đưa ra cái hoạt động thực hành, cái logo quả chuông đây ạ. Đó là thực hành rèn kỹ năng ra quyết định chi tiêu phù hợp trước những ảnh hưởng của tiếp thị quảng cáo. Thì ở đây các thầy cô nhìn vào thì thấy rằng là chúng tôi yêu cầu là sắm vai ra quyết định chi tiêu phù hợp trước ảnh hưởng của tiếp thị quảng cáo trong những tình huống sau. Đây tình huống một em học sinh đến cái cửa hàng thấy ghi giảm giá 50% đây. Đấy, thế và cái hàng này thì mình chưa biết nó như thế nào, có nên mua hay không. Thế rồi là một hình ảnh, cái tình huống thứ hai là một em đi học về thấy mẹ đang nghe một chị đến đang tiếp thị quảng cáo về thực phẩm chức năng giảm cân đây, mà chưa biết nguồn gốc nó như thế nào, thế thì em sẽ có ý kiến như thế nào chẳng hạn. Thế rồi là cái tình huống thứ ba, thứ tư cũng vậy, là các em lên mạng rồi xem trên đó đang có cái quảng cáo là mua sản phẩm này thì sẽ được tặng sản phẩm kia, nhưng mà mình đã có rồi thì có nên mua hay không, vân vân. Tức là tất cả những tình huống này đều xuất phát từ cái thực tiễn hiện nay, nó rất gần gũi với thực tiễn và các em có thể gặp hàng ngày trong cái thực tiễn cuộc sống của mình, cho nên là các em việc mà giải quyết các tình huống này nó sẽ rất có cái ích lợi với các em khi mà các em có cái quyết định chi tiêu trước ảnh hưởng của tiếp thị quảng cáo đấy. Thế và không dừng lại ở cái hoạt động thực hành, chúng tôi còn đưa ra cái hoạt động vận dụng và học sinh sẽ tiếp tục thực hiện ở gia đình, ở ngoài xã hội. Cái logo cái bánh cái xe dân cưa đây nè là rèn luyện kỹ năng chi tiêu phù hợp trước những ảnh hưởng của tiếp thị quảng cáo đó. Thế thì qua thực hiện nhiều lần thì các em dần dần các em rèn luyện được cái kỹ năng chi tiêu phù hợp này. Tương tự như vậy là có chủ đề 2 là nhà kinh doanh nhỏ, cũng đi từ hoạt động khám phá kết nối cho đến hoạt động thực hành lập kế hoạch kinh doanh đấy ạ. Thế rồi là hoạt động vận dụng. Thế rồi đến cái tiểu chủ đề thứ ba trong này, đó là rèn luyện sự tự chủ, cũng đi theo trình tự như vậy. Và cuối chủ đề ở đây sẽ có cái hoạt động đánh giá. Sẽ có cái đánh giá, tức là chúng tôi đưa ra cái bảng đánh giá ở phía cuối cái trang bên phải ấy, là đánh giá chủ đề 4, thì trong này đưa ra các cái tiêu chí đánh giá rất là cụ thể để học sinh và giáo viên dựa vào đó tổ chức cái đánh giá thường xuyên sau khi thực hiện xong cái chủ đề này. Có những cái định tính, ví dụ như nhận ra ảnh hưởng của tiếp thị quảng cáo đến quyết định và chi tiêu cá nhân để có quyết định chi tiêu phù hợp, và có những tiêu chí định lượng, ví dụ như nêu được ít nhất 3 biểu hiện của sự tự chủ trong các mối quan hệ trong đời sống và trên mạng xã hội. Thế và cái đánh giá này thì sẽ thực hiện theo thông tư 22/2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo, đó là đánh giá theo hai mức độ là đạt và chưa đạt.
Đó, thì đấy là một cái ví dụ về một chủ đề và các chủ đề khác cũng tương tự như vậy. Thế sau đây thì xin giới thiệu với các thầy cô phần thứ tư là những điểm mới hấp dẫn của sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 này. Về những điểm mới hấp dẫn thì điểm đầu tiên chúng tôi luôn thấy rất là phấn khởi bởi vì đây nó là hoạt động giáo dục. Thế nhưng mà lần đầu tiên nó có sách giáo khoa và sách giáo khoa thì được biên soạn theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh. Trong đó các cái nội dung được lựa chọn rất là kỹ càng nhằm đảm bảo làm sao cho học sinh có thời gian tham gia hoạt động khám phá nhưng có nhiều thời gian để mà thực hành rồi hình thành kỹ năng rồi lại tiếp tục được vận dụng ở gia đình, ở ngoài nhà trường, ở xã hội để mà rèn luyện phát triển các cái thói quen, các cái hành vi tích cực cũng như các năng lực phẩm chất theo cái nội dung của chủ đề đó. Thứ hai là các nội dung trong sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 được thiết kế theo chủ đề và nối tiếp với các chủ đề trong sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 theo hướng đồng tâm và phát triển. Thì cái này trong cái phần nói về định hướng là tôi cũng đã giới thiệu với các thầy cô. Bây giờ tôi xin nêu một cái ví dụ để các thầy cô thấy rõ. Ví dụ như là ở trong cái chương trình sách giáo khoa của lớp 6, lớp 7 các thầy cô đã tổ chức thực hiện rồi, chúng ta thấy có một cái chủ đề 8 gọi là chủ đề khám phá thế giới nghề nghiệp. Thì ở lớp 6 các em được khám phá các cái nghề truyền thống, đến lớp 7 các em được khám phá các nghề hiện có ở địa phương, đến lớp 8 các em được khám phá các cái nghề phổ biến trong xã hội hiện đại, và đến lớp 9 các em sẽ được khám phá cái nghề mà mình quan tâm để từ đó có cái định hướng lựa chọn nghề, chuẩn bị cho cái việc mà phân luồng học sinh sau trung học cơ sở cũng như là học hoặc là học tiếp lên trung học phổ thông. Thì đối với tất cả các chủ đề khác cũng tương tự như vậy, đều theo cái hướng đồng tâm và phát triển như vậy, phát triển dần qua các lớp đó. Thứ ba là các hoạt động được thiết kế theo chu trình học qua trải nghiệm vận dụng vào hoạt động giáo dục đảm bảo phù hợp với đặc trưng của hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp mà lúc nãy tôi đã chia sẻ với các thầy cô. Ở đây các thầy cô đã thực hiện ở lớp 6, lớp 7 và bây giờ đến lớp 8 các thầy cô mở sách các thầy cô sẽ thấy rằng là ở trong hoạt động khám phá chúng tôi không trình bày những cái kiến thức mới như các môn học khác mà ở đây chúng tôi sẽ đặt ra các nhiệm vụ để học sinh chia sẻ những cái kinh nghiệm các em đã có được liên quan đến chủ đề. Những kinh nghiệm này có thể là qua cái thực tế cuộc sống của các em và những kinh nghiệm này có thể là qua các em đã trải nghiệm ở các môn học, các em đã có kiến thức kỹ năng ở các môn học để các em sẽ chia sẻ những hiểu biết kinh nghiệm đó. Và từ những cái chia sẻ kinh nghiệm đó các em đã kết nối để mà hình thành các cái tri thức kinh nghiệm mới. Đây là một điểm rất là khác biệt, rất là riêng của hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp mà rất các cái chúng ta thấy rằng là nó khác hẳn với các môn học, tức là không cung cấp kiến thức mới ở đây mà hoàn toàn từ những cái khai thác hiểu biết kinh nghiệm rồi là kết nối hình thành tri thức kinh nghiệm mới. Thế và thực hành thì ở đây cũng như các môn học khác chúng ta không thấy rằng là không chỉ dừng lại ở việc hiểu biết mà các em sẽ vận dụng những cái tri thức kinh nghiệm mới đó để mà giải quyết các cái nhiệm vụ học tập được giao. Trên cơ sở đó các em một mặt là củng cố các tri thức kinh nghiệm mới nhưng mặt khác là các em hiểu được ý nghĩa thực tiễn của các cái tri thức kinh nghiệm mới này và biết cách vận dụng nó vào trong việc giải quyết các cái nhiệm vụ trong thực tiễn. Từ đó thì các em sẽ không những là học chỉ để mà biết mà các em còn học để mà làm được nữa, học để mà rồi chung sống và học để mà làm người đó. Thế thì sau cái phần thực hành các em sẽ vận dụng sẽ có cái hoạt động vận dụng cũng như các môn học khác là tiếp tục vận dụng để mà hình thành các thói quen, hành vi tích cực, hình thành các cái kỹ năng, các cái năng lực, các phẩm chất cần thiết qua cái hoạt động thực hành tại gia đình, tại cộng đồng, rồi tại các lớp trường nhà mình. Thì đấy là cái điểm rất là mới và cũng xin được chia sẻ với thầy cô. Điểm thứ tư đó là nội dung sách giáo khoa chúng tôi biên soạn là bám sát thực tế cuộc sống của các em, được chọn lọc kỹ càng, sinh động, thiết thực, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ vận dụng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh lớp 8. Thì cái này cũng không phải là cái nhận định chủ quan của tôi mà trong thực tế qua đi thực nghiệm ở các trường rồi cũng đi đi đến một số địa phương chúng tôi tập huấn trực tiếp chúng tôi được nghe phản hồi rất là tích cực từ các thầy cô nói rằng là cái sách giáo khoa của hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống rất là viết rất là dễ hiểu, rất là dễ thực hiện. Các cái nội dung rất là rõ ràng, giáo viên và học sinh thực hiện rất là thuận lợi. Đấy là một cái điểm mà chúng tôi cũng thấy là rất là vui khi mà được nghe phản hồi lại như vậy. Đồng thời là vừa rồi thì trước
Thời gian vừa rồi tôi cũng thấy rất nhiều thầy cô, một số thầy cô ở các tỉnh tham gia thi giáo viên dạy giỏi, có nhắn tin về cho tôi là chúng em thi giáo viên dạy giỏi là chúng em đã được giải nhất, giải giải nhì. Điều đó đã đem đến cho chúng tôi cái động lực, đem đến chúng tôi niềm cảm hứng rất là lớn để mà làm sao, một là mình thấy rằng mình đã đóng góp tích cực vào trong cái việc biên soạn sách giáo khoa này, đem lại những cái lợi ích thiết thực cho giáo viên, những học sinh. Nhưng cái thứ hai nữa là cũng chúng tôi cũng thấy rằng là mình cũng phải cố gắng hơn để làm sao cho cái quyển sách của mình nó càng ngày càng hay, càng ngày càng được các thầy cô cũng như học sinh đón nhận một cách rất là nhiệt liệt, nhiệt tình. Thứ năm là nội dung sách giáo khoa thể hiện rõ yêu cầu tích hợp với giáo dục kỹ năng sống, tích hợp với giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục tài chính, giáo dục hướng nghiệp. Thế rồi là tích hợp với chương trình hoạt động của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các môn học. Thì ở đây thì trước đây tôi đi tập huấn ở nhiều tỉnh, tôi thấy nhiều thầy cô cũng có băn khoăn về cái chuyện là chúng em phải tích hợp cái kỹ năng sống, rồi chúng em phải tích hợp về bảo vệ môi trường vân vân vào trong môn học, nó khó lắm, chúng em dạy các môn học đã khó rồi, bây giờ tích hợp rất khó. Thì bây giờ đã có hoạt động trải nghiệm sẽ làm cái nhiệm vụ là tích hợp các cái điều này vào để cho giáo dục cho học sinh, ví dụ như là qua cái chương trình hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì học sinh sẽ được giáo dục các cái kỹ năng sống, ví dụ như sống hòa đồng với bạn bè thầy cô, kỹ năng sống tự nhận thức bản thân, kỹ năng sống điều chỉnh cảm xúc và của bản thân theo hướng tích cực, thế rồi là kỹ năng sống là tự bảo vệ bản thân trong tình huống nguy hiểm, rồi kỹ năng từ chối, rồi kỹ năng tự chủ, vân vân, rất nhiều các kỹ năng được đưa vào đây. Hoặc là bảo vệ môi trường là được đưa rất được tích hợp rất rõ trong cái chủ đề 7 là chủ đề em với thiên nhiên và môi trường. Thế rồi cái tích hợp cái giáo dục tài chính, như lúc nãy tôi vừa mới giới thiệu với các thầy cô cái chủ đề 4 đấy, thì được tích hợp rất rõ trong cái chủ đề về rèn luyện bản thân. Thế còn giáo dục hướng nghiệp thì thể hiện rõ trong hai cái chủ đề 8 và chủ đề 9, từ lớp 6 cho đến lớp 9 ạ. Thế ngoài ra thì các hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, rồi là đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thì được tích hợp rất nhiều trong các cái giờ sinh hoạt dưới cờ, rồi các môn học thì được tích hợp trong cái hoạt động khám phá rất rõ rệt ạ. Đó. Điểm thứ 6 là sách được biên soạn theo định hướng mở và linh hoạt, nhằm khuyến khích sự động chủ động sáng tạo của giáo viên và nhà trường. Thì cái này chúng tôi khi mà chúng tôi biên soạn sách giáo khoa, chúng tôi luôn luôn làm sao bám sát cái quan điểm là mở và linh hoạt để cho các thầy cô có thể là điều chỉnh cái phương pháp, điều chỉnh cái hình thức, đồng thời là có thể điều chỉnh ngay cả cái nội dung thực hành, làm sao cho nó gần gũi với học sinh nhất, nó gần với thực tế của địa phương nhất. Và từ đó những cái gì mà càng gần gũi với các em thì chúng ta thấy rằng nó sẽ thu hút được sự tham gia của các em và đem lại hứng thú rất là tích cực cho các em ạ. Đó. Thế và giáo viên trong cái việc biên soạn là soạn kế hoạch dạy học cũng như là lập cái kế hoạch học kỳ năm học cũng rất là thuận lợi. Và cái này thì qua 2 năm vừa rồi tôi cũng thấy nhiều thầy cô phản ánh rất là tích cực. Điểm thứ 7 là các phương pháp hình thức tổ chức hoạt động thì đa dạng, phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn được sự tham gia tích cực của học sinh. Thì ở trong sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 rồi đến lớp 8 này thì chúng các thầy cô nhìn vào thấy rất nhiều các cái phương pháp được thể hiện, ví dụ như học tập hợp tác theo nhóm, rồi là nghiên cứu trường hợp điển hình, rồi là nghiên cứu tình huống, rồi là phương pháp trò chơi, rồi phương pháp đố vui, vân vân, rất nhiều phương pháp, rồi các hình thức như là học ngoài lớp, rồi phương hình thức tham gia tham quan, vân vân. Những các cái thực tế chúng tôi thấy rằng tất cả các phương pháp và hình thức này rất là hấp dẫn đối với học sinh, và học sinh tham gia rất là tích cực ạ. Thế và điểm thứ 8 là cái sách giáo khoa được in màu và hình thức trình bày rất là hấp dẫn, thu hút được sự chú ý theo dõi của học sinh. Đó. Phần cuối cùng xin được giới thiệu với các thầy cô là các tài liệu bổ trợ. Thì để mà bổ trợ cho, hỗ trợ cho các thầy cô trong việc thực hiện cái sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 thì ở đây chúng tôi có 3 loại tài liệu. Thứ nhất, là sách giáo viên hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8. Thứ hai là sách bài tập hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8. Và thứ ba là học liệu điện tử. Về sách giáo viên thì chúng tôi cũng cấu trúc sách giáo viên. Cấu trúc sách giáo viên như các môn học khác, tức là có 2 phần. Là phần thứ nhất là một số vấn đề chung và phần thứ hai là hướng dẫn tổ chức các hoạt động cụ thể. Và trong sách giáo viên này chúng tôi hướng dẫn rất là chi tiết, cụ thể việc tổ chức, cái cách thức tổ chức các loại hình từ sinh hoạt dưới cờ cho đến hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp. Bởi vì chúng tôi biết rằng là các thầy cô là không được đào tạo
về cái tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp này mà đều là kiêm nhiệm. Thế vì vậy cho nên là để gỡ khó cho các thầy cô là chúng tôi biên soạn rất là kỹ các cái nội dung trong cái sách giáo viên này, và các thầy cô yên tâm là khi chúng ta nhận từng nhiệm vụ này chúng ta sẽ thực hiện tổ chức tốt ạ. Vâng. Thứ hai là sách bài tập. Sách bài tập thì chúng tôi biên soạn nhằm tăng cường các cái hoạt động, các nhiệm vụ có tính trải nghiệm để học sinh thể hiện kết quả trải nghiệm, và các cái nhiệm vụ trong sách bài tập thì bám sát quy trình trải nghiệm trong sách giáo khoa để giúp học sinh vận dụng, củng cố, mở rộng kiến thức, kỹ năng được hình thành qua từng chủ đề. Và đồng thời chúng tôi cũng cung cấp cho học sinh cái công cụ để mà các em tương tác khi thực hiện nhiệm vụ học tập. Các em có thể viết vào sách bài tập những các cái trải nghiệm của các em, những cái nhiệm vụ mà các em cần thực hiện để mà chia sẻ với các bạn ở trong lớp, trong nhóm ạ. Đó. Cùng với đó thì còn có tài liệu bổ trợ nữa là học liệu điện tử, gồm có hành trang số của nhà xuất bản giáo dục, thì sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 và tất cả các học liệu đều được số hóa trên cái trang hành trang số này ạ. Và thứ hai nữa là có cái tài liệu tập huấn online của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, và tôi thấy 2 năm vừa rồi các thầy cô đã sử dụng rất hiệu quả cái học liệu điện tử này trong cái việc mà tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6, lớp 7. Thế và nhà xuất bản là cũng cam kết hỗ trợ các thầy cô trong việc sử dụng nguồn tài nguyên sách cũng như học liệu điện tử trong quá trình các thầy cô triển khai cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 này. Kính thưa các thầy cô, vừa rồi thì thay mặt cho nhóm tác giả, tôi đã giới thiệu đến thầy cô cái sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8. Thay cho lời kết, thì chúng tôi xin được khẳng định là sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 của chúng tôi được biên soạn rất là công phu, tỉ mỉ và đảm bảo thể hiện đúng cái triết lý là chuẩn mực khoa học hiện đại. Nội dung sách đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, dễ hiểu, dễ sử dụng, giúp học sinh tích cực, chủ động trong hoạt động và giúp giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời cũng kết nối được cha mẹ học sinh vào quá trình giáo dục thông qua hoạt động vận dụng. Kính thưa các thầy cô, thời gian cũng đã hết. Xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô đã quan tâm theo dõi phần giới thiệu sách của chúng tôi. Và xin kính chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và hy vọng rằng hè tới này chúng tôi sẽ được gặp lại thầy cô trong lớp tập huấn thay sách giáo khoa lớp 8 ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ.